chào các bạn nha. Hôm nay cùng mình đi hái hoa đi các bạn ơi. À, ở đây có một bông hoa rất là xinh này các bạn này. Cùng mình cho vào chiếc rổ nha. Các bạn ơi, đi hái hoa cùng mình và đi bắt cào cào nha. Đây là cái vườn rau đấy các bạn ơi. Nào, cùng mình đi bắt cào cào và hái hoa nha. Ui, wow, cái gì đấy các bạn ơi? Wow, ui chà. Ây, chà, cái gì đấy? Wow, các bạn ơi, ở trong vườn có một chiếc xe ô tô này. Không biết ai vứt ở đây nha các bạn nhé. Một chiếc xe tét các bạn ơi. Wow, có thể mở được cái nắp này các bạn này. Trong này đổ nước vào đây nha các bạn nhé. Mẹ nắp vào này. Wow, một chiếc xe rất là xịn xò luôn. Không biết ai vứt đồ chơi ở trong vườn nữa các bạn ạ. Cùng mình đi nhặt đồ chơi về nhá. Xem nào, cái này bị gãy này. Mình sẽ lắp vào đây cho em nhá. Lắp vào đây. Ok, một chiếc máy xúc ha. Đây là chiếc máy xúc có thể quặp gỗ này các bạn này. Wow. Máy xúc cần dài nhé các bạn nhá. Ok, let's go các bạn ơi. Nào, cùng mình đi tìm xem nào. La. Ui, đây này các bạn ơi. Cái gì đây? Wow, cái gì nhỉ? Các bạn ơi, đây là một chiếc xe thể thao Monster Truck 4x4 Sport. Wow. Đấy ra. Đấy, bánh quay rất tít luôn. Đấy, các bạn thấy không? Quay tít đâu. Đấy. Giảm sóc này. Ok, cho vào đây nhá. Ui, cái gì đây các bạn ơi? Cái gì đây? Wow, các bạn ơi, một em siêu nhân hút màu đỏ này. Trong này là cái gì đây? Wow, bụng của em có 6 múi luôn. Em rất là khỏe các bạn nhá. Wow, một em siêu nhân hút các bạn nhá. Ok. Nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm đồ chơi tiếp đi. Thế nào, trong vườn này có cái gì nữa không nào? La la la. Ui, cái gì đây các bạn ơi? Các bạn ơi, một chiếc xe ben. Nào, em bị mắc kẹt dưới này các bạn ơi. Cùng mình cứu em đi lên nhá. Đổ rồi các bạn ơi. Đổ ben nha. Wow, em gì đây các bạn ơi? Đây là một chiếc xe cảnh sát này các bạn này. Một em Police Car 369-396 Highway Patrol Man. Wow. Đây lắp pin các bạn này. Lắp pin vào đây nha. Wow, gạt công tắc để chạy này. Ok, tí về mình lắp pin ra mình nha. Nào. Đây là một chiếc xe lu các bạn ơi. Một chiếc xe lu xịn sò nha. Ok. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe bus. Đóng cửa này. Đóng cửa vào nha. Đóng cửa vào nào. Một em xe buýt điện. Ok, let's go. Nào các bạn ơi, cùng mình đi tìm tiếp xem nào, trong này có cái gì không nha. Xem trong này có cái gì không nhỉ. Wow, cái gì đây các bạn ơi? Rất nhiều xe đồ chơi và em siêu nhân đang bị mắc kẹt này. Nào, cùng mình cứu em ra nào. Wow, em bị mắc miếng đất rơi vào xe rồi. Các bạn ơi, rất là nhiều luôn này các bạn ơi. Đây là em gì đây? Các bạn ơi, đây là một em Tayo bus, một em xe bus 1339 nha. Một em xe buýt Tayo. Tayo bus. Wow, nhiều đồ chơi quá. Đây nữa này các bạn này. Đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một em Captain America and Moto. Một em siêu nhân Captain nha các bạn nhé. Siêu nhân Captain rất là đẹp trai luôn. Em đeo một cái khiên này. Khiên bảo vệ của em ấy đấy. Ok. Cho vào đây nhá. Ui, gì đây? Các bạn ơi, một em xe đầu kéo máy xúc này. Rất là đẹp luôn. Một em excavator and tractor. Cho vào đây nha các bạn. Nhiều không các bạn thấy không? Nhà được rất nhiều đồ chơi luôn. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Ui, đây này các bạn ơi. Cái gì đây? Wow,
GT Activator. Wow, một cái máy xúc này các bạn này. Đấy, máy xúc màu da cam. Ui, rồi màu đỏ này, cần màu vàng da cam này, màu xanh này, da cam này. Chú lái máy xúc màu xanh này. Wow, bánh xích màu hồng luôn. Em này quá là cute các bạn ơi. Wow, Activator, mình cho vào đây nhá. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu thương này, GT Ambulance. Đấy. Ui. Đấy, mở cửa luôn các bạn ơi. Trong này có cả cái gì đây? Mình xem nào, mở cửa này xem nào. Cái gì đây nhỉ? Wow các bạn ơi. Đấy, đây là một chiếc giường của bệnh nhân này. Đấy, có thể kéo được nhá. Mở ra được này. Đấy. Chiu, đóng cửa vào này. Đấy. Ai xa. Em này quá xịn xò luôn. Chiu chiu. Đấy. Wow. GT Ambulance. Ok. Ui em gì đây? Thế nào? Wow, lại một em xe test nữa này các bạn ơi. Một em xe chở xăng dầu nhá. Hè, mobile tanker. Ok. Let's go các bạn ơi. Xem nào. La 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 la. Ui dồi ôi, cái cây hoa đẹp quá này các bạn ơi. Đẹp không? Ui, cái gì đấy các bạn? Wow, xem nào. Ui chà, để anh cứu nào. Sao nhiều đất rơi vào đây này? Wow, cái gì đây? Ui chà, một em xe cảnh sát các bạn ơi. Police. Rồi, police. Đây, một em xe cảnh sát nha. À, xe cảnh sát bé xíu mà mở cửa luôn. À, các bạn thấy không? Xịn xò chưa? Đấy, mở cửa được nha. Rồi, các bạn thấy không? Rất là xịn xò luôn. Ok. Ui, một em máy cà vế tổ. Máy xúc này các bạn ơi. Rồi. Ui chà. Ui chà. Ui. Wow. Ui chà. Xúc đất nha. Ai chà, ai chà, ai chà. Quen, quen, quen. Ui chà, em này xúc nhiều đất đâu các bạn ơi. Đấy. Wow. Em máy xúc này rất là khỏe luôn các bạn ạ. Rồi, mình cho vào đây nha. Xem nào. Ui chà các bạn ơi. Một em Spider-Man and car. Wow, Spider-Man car. Một em xe siêu nhân, ô tô luôn các bạn ạ. Đấy, xe của người nhẹ nha. Đấy, hi chà. Rồi, cho vào đây. Hi hi, nhiều quá các bạn ơi. Đây nữa này, một em police car, speed car. Đấy, xe cảnh sát các bạn nhá. Và một em xe lù roller. Mình cho vào đây các bạn nha. Wow, hôm nay mình nhặt được nhiều đồ chơi không các bạn ơi. Hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye.